trên. We are very happy with your presence in here.
Chúng con xin dâng lên Đức Tổng lời chào chúc sức khỏe, ân sủng và bình an của Thiên Chúa. Đầu của mẹ Maria, bất thánh Măng Côi, thánh cả Giuse quan thầy của giáo xứ chúng con, ban muôn ơn lành hồn xác xuống trên Đức Tổng. Yêu mến Đức Tổng, chúng con yêu mến Đức Thánh Cha, chúng con yêu mến Hội Thánh. Hàng ngày chúng con vẫn nhớ Đức Thánh Cha trong lời cầu nguyện, nhất là trong thánh lễ trong còn có tên gọi cũ là giáo họ Thánh Giuse Thờ. Được Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt khi đó còn là giám mục ở Lạc Sơn Cao Bằng, Ngài đã thành lập ngày 1 tháng 5 năm 2000. Con kính mời quý con được mang thánh hiệu bổn mạng là Thánh Giuse Thơ kính vào ngày 1 tháng 5. Tất cả mọi sinh hoạt tôn giáo đều sinh hoạt ở giáo xứ Thanh Sơn. Và qua quá trình hình thành đến nay, số này là của gia đình nhà anh Giuse Nguyễn Văn Tùng và chị Maria Nguyễn Thị Hằng cho mượn. Nguyễn Thị Hằng. Trước kia ngôi nhà này là cái nhà xưởng cắt nhôm kính của anh chị. Khi anh chị chuyển sang chỗ khác, anh chị đã cho chúng con mượn và chúng con đã sửa sang lại để của mọi người chúng con là dựng được một ngôi nhà nguyện, nhà thờ tạm, làm nơi dâng lễ và sinh hoạt căn bản của một giáo xứ. Một ngôi nhà thờ nhỏ và nhà xứ nơi cùng truyền giáo này trở nên mơ ước thiết thực và là tâm tình cầu nguyện mỗi ngày của cộng đoàn chúng con dâng lên Chúa. Đức Tổng, Đức Cha Giuse, đó là đôi nét sơ qua tình hình cũng như ước mong của bà con giáo xứ Hà Cát nơi vùng truyền giáo hoạt nhân này. Cầu nguyện để ước nguyện của chúng con sơn thành hiện thực là có được một ngôi nhà để thờ phượng kính ơn Chúa. Cảm ơn cha chính sứ Anton và cộng đoàn đã có sự đón tiếp rất năng hậu đối với chúng tôi. Đặc biệt cha chính sứ cho chúng thấy được một vài cái nét sơ khởi của cộng đoàn giáo xứ của chúng ta trong quá khứ và hiện tại hôm nay. Và chúng ta đã biết giáo hội hay là giáo xứ hay là cộng đoàn tín hữu luôn luôn có cái gọi là quá khứ và tương lai. Chúng ta luôn luôn ước mơ nhìn về quá khứ nhưng mà luôn luôn ước mơ về tương lai để chúng ta có thể chuẩn bị hay là chúng ta đón nhận thêm những cái điều tốt đẹp trong tương lai. Under the guidance of your present bishop Joseph, the other bishops before him, after him, the church remains always, but we together will have to be able to transmit the faith means to evangelize the new generations and not only to evangelize also our society to become better, more human, more spiritual. Với sự dẫn dắt của Đức Giám mục Giáo phận Giám mục Giuse và cộng đoàn của chúng ta luôn luôn cố gắng trở thành những người loan báo tin mừng Chúa, người chia sẻ lời Chúa, tin mừng của Chúa cho những người xung quanh chúng ta. See you now, so beautiful community. I can tell that you are doing already this transmission of faith because I see very small children. I see a lot of you, the young adults, all the adults of all the generations are here.
speaking to you about evangelization, about the fact of being missionaries, because my pastoral visit to diocese is characterized this time by this subject, this theme, how to be missionaries, how to evangelize, how to pray well for the church, for ourselves. And in my homilies in these days, my speeches, I always touch this item. To be good disciples of Jesus Christ, you have to be also evangelizers. You have to transmit the same faith. Because Jesus received the mandate from his Father to bring the good news to us. And before leaving us, he gave us the same mandate, same commandment. Go and baptize everyone in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. This is our mission. This is our moral obligation to spread the good news, to spread the gospel. Với trước mà Long Bảo tin mừng, cho Ngài nói là Ngài đã thực hiện và Ngài hiện diện trong giáo phận của chúng ta ở đây, và tất cả mọi người chúng ta được mời gọi loan báo tin mừng theo lời của Chúa Giêsu đi hãy ra đi loan báo tin mừng và làm cho mọi người trở thành môn đệ của Chúa Giêsu qua việc đón nhận tin mừng, đón nhận đức tin và được rửa tội. Chúng ta luôn luôn là những người thừa sai của Chúa, những sứ giả của Chúa, và chúng ta cũng được mời gọi tiếp tục sứ vụ đó trong cuộc đời của chúng ta qua đời sống của chúng ta. And I think everyone can be a missionary, not only bishops and priests and sisters. Yourself even better, because you are in touch with the reality. You know your neighbors, even the children. You can evangelize also. You can talk about Jesus to your friends. Việc loan báo tin mừng không chỉ dành cho các linh cho các giám mục, linh mục, tu sĩ, mà cho tất cả mọi người chúng ta, trong ơn gọi địa vị chúng ta được mời gọi nói về Chúa, cho mọi người, ngay cả các em thiếu nhi chúng con cũng được mời gọi nói Chúa cho bạn bè của chúng con. Các con thiếu nhi với khả năng và cái lứa tuổi của con, cũng có thể giới thiệu Chúa cho người khác để chúng ta làm chứng cho Chúa, để chúng ta giới thiệu cho các bạn bè của chúng ta. So for this reason, I'm very grateful and grateful for your invitation, grateful to your bishop, and very happy to meet you, to be with you in moments this afternoon. I wish you all the best. Chị gì của tôi ở đây, và tất nhiên cảm ơn lời mời gọi của lời mời của Đức Giám mục Giáo phận đã làm cho chúng tôi được gặp gỡ anh chị em ở đây trong cái tình thân ái, trong tình liên kết với nhau, và tôi luôn luôn cầu nguyện là xin ơn Chúa xuống cho anh chị em và giáo sư của anh chị em. Chúng mừng ngày đấy. Mấy ông già muốn chụp không? Hãy chúc tụng danh Chúa. Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành xuống trên anh chị em. Nữ Vương ban sự bình an. Và thăm miếng đất mới của tập đoàn giáo sứ chúng con. Con chụp quá nhiều. Con nhẹ.